Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhà Tốt. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chính thức đã có thông tin về việc mở bán phân khu The Kirby Residence. Thưa anh chị, thì chủ đầu tư, chúng tôi mới nhận thông tin từ chủ đầu tư là chủ đầu tư sẽ tiến hành mở bán. Và ngày hôm nay thì anh chị đã có thể bắt đầu đặt cọc thiện chí để có thể là đặt mua căn hộ tại dự án The Kirby Residence. Theo những thông tin mà chúng tôi nhận được thì chủ đầu tư sẽ bán tòa căn hộ có tên là B17 hay còn gọi là The Kirby Vista, tức là cái tòa nhà phía ngoài cùng bên tay phải màn hình của quý vị anh chị. Thì đối với cái tòa căn hộ này thì anh chị có thể thấy là nó có hai cái hướng view chính anh chị ạ. Hướng view thứ nhất đó chính là hướng view về phía Nam Tây Nam, là view ra khu đô thị Lam Cường và Ion Mall Hà Đông. Hướng view thứ hai anh chị có thể thấy đó chính là view vào phần nội khu và mặt của tòa B18 sau này đấy anh chị, cái tòa kế bên cạnh. Hướng view về phía tây thì có thể là view ra hướng của Galesimco, khu đô thị gây ở Galesimco và khu đô thị Thiên Đường Bảo Sơn. Và hướng view về phía đông bắc thì sẽ view sang phần nội khu của Masterai West 2 anh chị nhá. Thì đó là cái tòa sắp tới sẽ ra mắt. Và ở cái tòa này thì chúng tôi sẽ có cái mặt bằng ở trên màn hình để anh chị có thể nhìn thấy. Theo những cái thông tin về phía mặt bằng thì chúng ta sẽ có những cái loại hình căn hộ như sau. Thứ nhất là căn hộ studio có diện tích từ 29 cho đến khoảng tầm 33 m². Căn hộ tiếp theo đó chính là căn hộ 1 phòng ngủ có diện tích từ 42 cho đến khoảng 45 m². Tiếp theo đó là loại hình căn hộ 2 phòng ngủ. Loại hình căn hộ 2 phòng ngủ thì sẽ có diện tích từ khoảng từ 61 đến 64-65 m². Và tiếp theo đó là loại hình căn hộ 2 ngủ cộng 1. 2 ngủ cộng 1 ở đây sẽ có diện tích lớn từ 69 cho đến 77 m². Và tiếp theo chúng ta sẽ có những loại hình căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích từ 80,3 cho đến 80,5 m². Và cuối cùng là loại hình căn hộ 3 phòng ngủ cộng 1 có diện tích khá là lớn, có diện tích lên tới 93,5 m². Đó chính là cái mặt bằng cũng như là các loại hình căn hộ của cái tòa Vista này được sắp tới sẽ được mở bán và khách hàng đã có thể là xem và lựa chọn căn hộ. Thưa anh chị, là đối với cái chính sách bán hàng của tòa Vista này thì như trong một cái video mà chúng tôi đã chia sẻ chi tiết về phân khu, những cái thông tin về cái phân khu tờ Kirby Residence này thì anh chị có thể bấm vào phần dưới bên dưới mô tả của video cũng như là phần bình luận để có thể xem chi tiết về những cái thông tin về cái phân khu này ở phần đó anh chị nhá. Và thưa anh chị, với cái phân khu này thì với chính sách bán hàng của chủ đầu tư đang dự kiến áp dụng đó chính là chính sách hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 48 tháng tương đương với đó là 4 năm anh chị không phải nộp gốc và lãi khi mà mua nhà trả góp tại dự án này. Và đặc biệt sẽ có 100 phần quà anh chị ạ, 100 phần quà chiết khấu đặc biệt dành cho 100 khách hàng đặt cọc thiện chí mua căn hộ này đầu tiên tại dự án này. Và nếu như anh chị đang quan tâm đến căn hộ tại dự án Vinhome Smart City thì đừng quên hãy để lại thông tin cũng như là liên hệ với Nhà Tốt. Trong phần mô tả của video của chúng tôi sẽ có website cũng như là số hotline của chúng tôi để chúng tôi có thể chia sẻ cũng như là giới thiệu với anh chị, tư vấn cho anh chị một cách tốt nhất và phù hợp nhất với cái nhu cầu của anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem hết video này. Nếu như anh chị thấy video này hữu ích thì hãy dành một like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.